À, tiếp theo có ai hỏi gì nữa không? Không hỏi thì tôi hỏi hoài kỳ quá. Quý vị đi có ý kiến thì hỏi luôn. Chị đi chị. Mấy mấy cô nè, bên đây nè. Để bên đây Nam hỏi hoài. Tới mấy cô. Hỏi ha. Chữ đâu nói gì nói luôn nói luôn chú hai ơi, cho con hỏi hai câu là ráng tu dẹp hóa đạo lưu bù, sanh chúng đời này lạc chữ tu. Lạc chữ tu đúng rồi. Vậy nhờ huynh hai giải đáp giùm lạc chữ tu sao mà lạc tu sao lạc, để nói đi ngay đường thẳng lối là coi. Và Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái chữ lưu bù này đó là cái người bình dân mình nói. Cái tiếng này tiếng bình dân. Chữ lưu bù nó không có hàng lối gì hết. Tức là nó không có cái gì thứ lớp ngăn ngăn che gì hết. Không có hàng ngũ không có gì hết. Mà nó lộn xộn. Phải không? Mà đạo lưu bù là cái đạo này nó không có bờ mé, không có lề thoái, không có tôn chỉ gì chứ. Đạo gì không biết đạo gì. Nó lộn xộn ba ngày này ta gọi là đạo lưu bù. Mà Đức Thầy biểu ráng tu quá nghe. Để dẹt phá cái đạo đó. Dẹt phá cái đạo lưu bù. Vậy thì bây giờ mình ở đây mình có lưu bù không? Mình tu và có thầy, mình có giáo lý của thầy, mình có tôn chỉ, mình coi giáo lý mình tu thì đó lưu bù không? Dạ không. Vậy thì ai tu mà đi ngược ngoài cái giáo lý của thầy? Cái giáo lý này là đường lối, có đường có lối, đạo là giống thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh, có lưu bù không? Không có lưu bù, có ngay có đường ngay thẳng lối đàng hoàng. Nó có đường lối đàng hoàng. Còn lưu bù nó không có. Nó có đường. Nó muốn sẹt đâu sẹt. Nó quẹo đâu quẹo. Lộn xộn mang hết trơn hết rồi. Nó không có sắp hàng sắp ngủ hết trơn á. Cái đạo đó là cái đạo gì? Đạo mê tín ấy. Mê tín dị đoan á. Đó là đạo lưu bù á. Đạo gì mà nó ở lên cái nó đời. Mắt bà tổ cô à. Thì gái con quẹp. Nó hết. Cái rồi mình sợ chết. Con chân liền. Chân liền à, rồi cái mình sợ chết cái mình, mà đa số tâm lý ai không sợ chết, đa số là sợ chết, đau sợ chết lắm, thôi kệ tu tu cúng hết thôi tu nữa chứ để đây khổ, rồi cứ sợ vậy đó, rồi là đem hiến cho hắn, hắn ăn được ăn quen giữ hại ta, lâu lâu làm nữa, cứ làm hoài tới. Mà Đức Thầy ông biết trước, ông biết trước, ông mới dặn ở trong tám điều răn cấm, cấm cha chẳng nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, thì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Đó là bậc chánh thần á. Còn ở bậc tà thần là khác. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ cho ta. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh mới làm hết à. Chứ phải không? Cúng nó làm hết. Nó hay dữ lắm. Những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Ông nói cho rõ rồi, đó là tà thần. Nếu cúng kiến nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Nó ăn quen nhiễu hại. Ông nói vậy còn rõ rồi nữa. Thì cái đám đó đạo lưu bù đó. Đó đạo đạo lưu bù đó. Đã ở đây con đường ông thẳng ra không đi. Mà đi nhẹ nhẹ cái lửa lối gì đâu. Gai trong sỏi đá nhào vô thì đó là đạo lưu bù đấy. Còn đạo lưu bù là những cái đạo ngoài cái mê tín dị đoan nó ra. Rồi có những cái đạo mà bây giờ hiện tại giờ nó vẽ ra nhiều đạo lắm. Tại vì quý vị không thấy đâu. Họ cũng dỗ ngực xưng tên vậy. Đạo Phật cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật liên rồi đó. Nhưng mà nó niệm Phật ấy, chứ nó nói nằm trên ha? Niệm Phật mà nói gì đâu không dính tới Phật. Niệm Phật mà nói cái gì đâu á. Đó là đạo lưu bù lên trên. Bây giờ quý vị ấy, bây giờ bước ra ngoài xã hội có nhiều dữ lắm luôn đó. Bây giờ nó xưng đó, đạo này đạo Thiên Căn, đạo này đạo Trần Hưng Đạo, đạo này đạo Bác Hồ. Nó lên trên đạo gần cả trăm mối đạo hiện tại bị tùm lum hết rồi. Mà nó dựng lên vậy chứ đạo nó mà có. Rồi nó nói khuyên người ta tu, khuyên người ta làm cái này, khuyên làm cái kia. Đó là lưu bù không đó. Mà quý vị nhớ cho, gặp cái đó là phải chấp thủ, quay trở về mình, trở về cái đạo của thầy mình, nắm giữ cái gì máu đây nè, đường lối có thẳng đây nè, rời cái này là chết. Rời cái giáo lý của thầy là chết. Phải căn cứ tôn chỉ của thầy mà tu. Thì cái đó đạo chánh. Dạy đạo chánh vì thương Nam Việt. Đạo này đạo chánh nè. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng
kêu nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, đây là chánh đạo thì mình nắm vào cái đạo chánh. Còn cái đạo tà là đạo lưu bù đó, mà đáng tu dẹp phá cái đạo lưu bù. Thấy chung đời này lạc chữ tu, bởi vì lạc chữ tu, lạc tu theo đạo chánh này, cho nên nó mới vô lưu bù. Thì hiểu lưu bù rồi không? Thì đem tới đừng có lại lưu bù dẹp qua bên. Cái đạo không có đúng giáo lý thầy là lưu bù hết. Quý vị nhớ là cái đạo không đúng tôn chỉ của thầy là lưu bù hết. Nó còn nhiều chuyện lắm đó mà đừng sao nói hết được. Rồi đến đây hết đi. Nhiều được thôi. Dạ thưa ông hai, cho con hỏi mấy câu trong bài quyển tư. Con phụ du hứng hời nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ. Thì nhờ ông hai dạy nghĩa hết, hết nghĩa nha. Hết ý đi ông hai. Hết nghĩa là... Quý vị đốt đèn ban đêm á, nó bu lại đèn, đèn thui, nó quấn quấn cái cục đó, là con đó là con phù du đó. Thầy nói con thiêu thân. Bởi vì cái loại này nó là quá thân, quá xanh. Nó không phải là nó đẻ trứng đẻ con gì hết đó, mà tự nhiên nó quá ra vậy đó. Rồi là quá xanh. Nó mạng sống của nó 24 tiếng đồng hồ à. 24 tiếng đồng hồ tự nó chết à, mất tiêu à, nó mất còn. Nó là con phù du. Nó là con siêu thân, mà Đức Thầy nói con phù du hững hờ nào biết. Hững hờ là sao? Hững hờ là không có ý thức. Nó thấy nó nhào vô vậy, thế nó không biết cái vụ gì. Mà cái đặc trưng của nó đó, khi mà thấy ánh sáng là nó nhào vô à. Thì đốt đèn lên thì nhào vô vậy thôi. Nhưng mà thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Nó hững hờ vậy đó. Mà thảm thương thai thì nhào vô đó là chết héo chết khô. Bị giờ bóng lửa, đèn lửa đỏ. Chứ không phải bóng đèn, đóng đèn điện giờ nhào vô chết chết à. Ngày xưa đèn măng sông, đèn ống dầu rồi nè. Nó nóng dữ lắm. Nhào vô nhiêu chết hết nhiêu à. Còn bây giờ đèn điện thì nó vô nó chết ít, nó không có chết nhiều. Nhưng mà nhào vô chết, nhào vô chết. Thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ lắm mồ phù vũ. Nhìn bóng đèn đó, cái mồ của phù vũ ở trong nó quá nhiều đi. Phù vũ nó, nó là cái nấm mồ chung phù vũ. Kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Ngài diễn tả cái con phù vũ một hồi đó. Rồi ngài mới nói lại chúng ta là đeo danh lợi giống hệt như con đó đó. Quý vị thấy Đức Thầy nói cái gì? Đeo danh lợi là cái gì? Danh là tiếng tâm, là chức tước, là quyền tước, là ăn trên ngồi trước, là danh, là có tiếng, có danh, có ông này bà nọ. Lợi là tiền tài vật chất, tất cả mọi sở hữu vật chất là lợi. Mà hãy đeo danh lợi đây thì thực thầy cho biết nó giống hệt như con phù du vậy đó. Cho nên có cái đoạn mà Đức Thầy kêu gọi là bá tánh say xưa mùi phú quý đó, thì sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Ở trong bài nào nhớ không? Trong bài Ai Người Tri Kỷ. Đức Thầy nói bá tánh mà say xưa mùi phú quý thì sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Thì chạy theo phú quý giàu sang danh lợi đó, giống như con phù du mà ở trong bóng đèn vậy đó. Con phù du nó hững hờ, nó không biết. Còn người ta mà chạy theo cái danh lợi đó thì cũng hững hờ, không biết gì hết. Thấy danh lợi sướng quá, giống bóng đèn nhào vô. Nhưng mà thảm thương thai, chết héo chết khô, nhìn đèn nọ lắm mồ phù vũ, kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Đeo danh lợi giống hệt nó gì, không có khác miếng nào. Vậy bây giờ quý vị tin không quý vị? Thầy nói vậy mà mình thấy ra được không? Mình khái niệm được không? Mình tin thầy không? Chứ thật ra người ta mở mắt ra là người ta tính toán làm giàu đấy. Mình tính làm sao cho có tiền của giàu có. Nhưng mà nếu bây giờ chỉ quăng hết mình vào đó mà không có biết tới đạo lý, không lo tu thì là con phù du đấy. Đức Thầy không phải không cho mình làm ăn. Đức Thầy không phải cho mình làm giàu. Mình phải làm ăn làm giàu. Nhưng mà Đức Thầy chỉ làm ăn làm giàu ra làm sao quý vị? Thầy nói rành lắm á. Lời tôi nói có ngằng lắm nhỉ à. Để đây rồi chúng quỷ nó hiểu lầm. Ông nói có ngằng ngôn ngữ lắm. Ông nói phải sốt sắng lo làm ăn. Làm sao nữa? Và lo tu hiền chân chất. Ai nghĩ coi lo làm ăn không lo tu gì trơn là chất quốc rồi. Vậy thì làm ăn và lo tu hiền chân chất. Vậy cái tu hiền chân chất này, nó là ánh đuốc soi đường.
nó là vạch cho một con đường làm ăn đàng hoàng, làm ăn không có sai lầm, và làm ăn đúng theo đạo lý. Làm ăn là cho đó, mà cho trong đạo lý như vậy. Chứ không phải quăng hết mình theo danh lợi, không biết gì hết trơn, biết gì nữa hết á, chỉ có tiền bạc là thôi. Rồi bất cần, phải quấy gì, sẵn sàng chà đạp trên thương lương, sẵn sàng đàn áp tất cả mọi cái người dưới tay mình, sẵn sàng ra tay tàn độc với tất cả miễn mình có thôi. Thì đó là ác, đó là độc, đó là con phụ du, nó là tiêu diệt, không bao giờ còn được. Vậy thì làm ăn, dĩ nhiên là làm ăn, để cho có của cải vật chất để sống. Nhưng làm ăn là tu hiền chân chất. Mà Đức Thầy kêu gọi cái người cư sĩ tại gia mình làm sao có gì, làm ăn sao? Bữa nay sẵn nói luôn cái bức chân dung của người cư sĩ tại gia này, thì kêu mình làm ăn nè. Ta là cư sĩ canh điền, lo làm ăn, lo nghề cài cuốc cũng sao. Thấy chưa? Bây giờ đọc kỹ văn chương rồi đi, chữ nghĩa đàng đàng đó. Lo nghề cài cuốc mà cũng chuyên tu hành. Tu hành phải chuyên. Còn ở đây ai chuyên tu hành đâu giơ tay lên coi. Mà làm ăn lớt lớt. Mình toàn bộ là quăng hết mình chuyên mà ăn. Mà tu hành lớt lớt. Có không? Có không? Nói thiệt đi. 10 người hết 9, 8, 9 người gì trong đó rồi đó. Tức là chúng ta làm ăn là chuyên môn. Là lo quăng hết bán thân mẹo dậu nhào vô. Nhưng tu cũng tu nữa. Mà tu lớt lớt không. Như vậy đúng không? Như vậy bức chân dung của một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo mà thầy chỉ chúng ta nó đúng không? Nó méo xẹo rồi đó. Mình lo làm ăn là chuyên, mà tu hành thì không chuyên. Chỉ chuyên đặt đặt lắc rồi. Ông biểu lo ta là cư sĩ kinh điền, lo nghề cài cốt, cũng chuyên tu hành. Mà bây giờ lấy chữ chuyên này mình đem qua chỗ mừng ăn. Mà trên thực tế là mình mừng ăn là mình chuyên môn. Mình lo mình dữ lắm luôn. Mà tu hành làm cho lớt lớt có chừng gì không? Không phải vậy không? Như vậy cho thành thầy ra đời 80 mấy năm nay mà mình chưa có hào quang gì hết nè. Mình còn ở đây là trì trục hoài nè. Phải không? Sở dĩ mà đạo của thầy không linh, không phải thầy không dạy hay. Đạo của thầy là đạo chánh, là cao siêu. Mà thể về tính đồ mà chưa có cao nổi là tại vì không nghe lời, mình làm sao cao. Mình không nghe lời thầy. Thầy biểu lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành nè. Tu hành phải chuyên, mà chuyên là sao đâu. Chuyên là chuyên môn, là giỏi giang một cái vấn đề gì đó, ta gọi là chuyên. Bây giờ mấy bà thợ may nè, nói nhỏ đó chuyên may áo dài nha, thì cái áo gì nó may cũng được hết trơn á, mà là cửa hiệu của nó là áo dài là số 1, phải không? Chuyên là giỏi, chuyên môn là tinh rồng, là giỏi giang một vấn đề gọi là chuyên. Và ví dụ như ông đó, ông là thợ máy, mà ông nói ông chuyên sửa ông đa, thì máy gì ông sửa được mà ông đa lợi là chắc ăn nè, ông đa là số 1, nó hay, nó chuyên môn. Còn bác sĩ như đó, để bác sĩ chuyên khoa mắt, thì cái khoa nào họ trị cũng được, nhưng mà khoa mắt là hay, đưa khoa khác là không bằng. Thì chuyên là gì? Chuyên là tinh rồng, là giỏi giang một vấn đề gì. Mà chữ chuyên ở đây thầy đặt ở đâu? Đặt ở chữ tu. Chữ tu quý vị coi cho kỹ ở đây. Lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Ngay trên cái chữ tu á, là chữ chuyên ở đó đó. Là phải tu cho giỏi, phải chuyên môn, phải chuyên luyện có chữ tu cơ mà. Còn cái kia là làm cho có để tu. Làm thì làm, nhưng làm cho có để tu. Để tu, để tu, để tu. Có phải là nội dung là cái chỗ cư sĩ của thầy là vậy không quý vị? Cái này tôi có nói quá không? Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Sợ chừng như tín đồ không có nắm được. Ngài nói thêm, lo làm ăn đó, cài cuốc đó, nhưng mà xa nơi tranh đấu lợi danh nha. Điều xa, không nhào vô, không phải như thiêu thân. Làm ăn nhưng mà phải xa tranh đấu lợi danh, không dính vào lợi danh. Làm cho có để mà tu. Quý vị thấy rõ ràng lời của thầy nói ngạn ngữ chưa? Vậy thì làm, Đức Thầy biểu mình làm chiếc sốt sắng làm ăn, không phải là để quăng mình bán thân mẹo dậu chỉ lo làm ăn thôi, mà làm để có, để tu. Cái nội dung là rõ ràng. Mà ở đây hồi đó giờ đồng đạo anh em của mình nói chung trong đó có tôi nữa, mình chưa có ngon là tại vì mình đặt chữ chuyên sai đó. Mình đặt chữ chuyên sai vị trí. Ông biểu chuyên tu mà mình chuyên lo làm thôi mà, phải không ai? Mình làm quá chuyên luôn mà tu lớt lớt thôi mà làm sao mà thành công cho được, phải không? Vậy thì nhảy thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thay chết theo cái cô nhìn đèn lọ lắm ngồi phù vũ, kệ khuyên trần đã mãn mồ thu, đeo danh lợi như con vật ấy.
Rồi ông nói cái chuyện phù du không đó, ông sợ người ta có hiểu, ông nói thêm, giống xe cát biển Đông thường thấy, tên giả tràn rất uổng công trình, khi nước ròng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn các kia tan rã. Trần phú quý thì Trần không thả đi, chứ còn ta chẳng mến không, chẳng đám không Trần, không có dính vô, không có dính vô cái chỗ đó. Cho nên cái con giả tràn nó thế này là ở ngoài cát á, ở ngoài biển á, nó có con giả tràn ngộ lắm, nó chạy nó tôm cái ba cái cát nó đội lên lưng nó đó, nó luyện lên cục đó, nó chạy lại cái nó xây cái thành, nó xây thành lên vậy đó, rồi tới nước biển vỗ vô cái rã hết trơn, rã trơn chạy nữa làm nữa mà tối ngày không biết làm cái sợ gì, tối ngày xây thành rồi ta sống đánh mất tiêu hết trơn. Thành ra người ta có giả tràn xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, hết sức tối ngày chuyên năng làm hoài làm có gì trơn. Chị đem cái chuyện đó nói tới cái chuyện mấy ông chạy vô danh lợi, nhưng tối ngày mấy ông lo làm ra tiền bạc danh lợi, rốt cuộc rồi thì nó trả tôi không, không có gì cả, không như số không có gì hết. Ông đem hai cái chuyện đó con phù du với con giả tràng để nói cái chuyện mà chạy theo danh lợi. Cái này rõ ràng cho quý vị, rõ ràng là thầy chỉ cho chúng ta cái con đường danh lợi là phù dân, cuộc phù dân phú quý nay mai luân với chuyển dời qua đổi lại có gì hết trơn. Tiền ở đồng bạc lát ở túi người này, lát qua túi người kia, nay dày mai khác, thân thế lạc luân, của cải gia tài chỉ đám phù dân trước gió nước bọt mây bèo. Phù dân là gì? Phù dân là mây nổi đó, mây nổi trên trời, bây giờ mấy mây nổi đó, thiên thượng phù dân như bạch y tu du hốt biến di thương cẩu, trên trời mây nổi như cái áo trắng vậy đó, lát bây giờ thấy thành chó xanh, lát thành cái cục này, lát thành con kia vậy đó. Trên trời mây nổi như áo trắng, thiên thượng phù dân như bạch y tu du hốt thoát một cái là biến di thương cẩu trở thành chó xanh. Đó là muốn nói sự thay đổi, sự vô thường của tạo hóa, tất cả mọi vật đều vô thường, nó không có thật, có đó rồi mất đó, là đừng có bám vào. Tất nhiên chúng ta phải làm, nếu là một con người sống giữa thế gian này mà không làm, mà mình không làm gì trơn, mình làm biến, mình nạnh người ta làm là không được. Mình ta làm mình ăn, người ta làm mình ăn là ăn trộm, không được. Mà mình phải tự làm, phải cố gắng tạo ra gì, mình nuôi mình, rồi mình nuôi xã hội, dân quần, mình tạo ra phước đức, thì cái làm của mình đó nó có lợi lớn lắm. Những người nào mà làm ăn giàu có tiền là có phước mới làm được, những người hữu phước mới giàu sang, chứ không phải đương không cũng làm giàu được đâu. Phải nhào vô mà nói tôi cố gắng làm giàu, có nhiều người làm giàu riết mạt nhưng không có giàu trên á. Nhưng mà người ta có phước, người ta làm ít được nhiều, làm đâu đúng đó thì người ta có phước. Nhưng mà cái người giàu đó mà biết lấy đồng tiền vừa tu thân vừa lo cho đời thì cái giàu đó được nhân lên, đồng tiền đó là đồng tiền Phật, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma, Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nói vốn là vô tri, nó vô tri mà mình hãy lòng ma đó thì cái biến thành ma, mà lòng Phật biến thành Phật. Vậy thì Đức Thầy có đâu có cấm là làm ăn phải không, cũng không cấm làm giàu, nhưng mà làm ăn làm giàu trong đạo đức, trong cái tu hành chân chánh và chuyên tu thì thống nhất không? Thống nhất rồi, vô trà vỗ trà vỗ tay cho hết buồn ngủ đi, đến đây xin kết thúc. Thôi đi được rồi thì hết giờ rồi hết giờ rồi thì đến đây định kết thúc cái buổi chia sẻ vậy là hết giờ quý vị. Thì quý vị còn một thời niệm Phật nữa phải không, hay là tới đây là chấm dứt luôn? Dứt luôn. Vậy bây giờ xin trả máy lại cho ban tổ chức, đến đây chúng ta xin chấm dứt tại đây. Nam mô A Di Đà Phật.